Đà Lạt, trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là tượng Phật Thích Ca cao 28 m. Chuông nặng 1 tấn đâu nha. Đây là tượng Niết Bàn Điện, có tượng Phật bằng đồng lớn nhất Việt Nam. Không tin để như vậy thôi, nhưng mà thật sự là chưa có thấy cái bằng chứng nhận để ở ngoài đây, thì mình cứ tạm tin là như vậy. Niết Bàn Tịnh Xá, Niết Bàn Điện chứ, Niết Bàn Điện ở đây gọi là tượng Phật nhập Niết Bàn bằng chất liệu gỗ ha. Wow, A Di Đà Phật.
ta. Đây tổng hợp bằng đồng. Niết bàn điện. Cái điện thoại đây, cái là nó đây.